những cái người Việt Nam chúng ta đi qua bên ngoài riết ở từ từ á, nó có một cái khoảng cách giữa cái người ở trong nước và cái người ở ngoài, cái người ở bên Mỹ với cái người ở bên Việt Nam, hai cái xu thế, hai cái suy nghĩ khác nhau, hai cái đời sống khác nhau, mặc dù chúng ta nói tiếng Việt nhưng mà chúng ta không có giống nhau. Cái kiểu của bên Việt Nam, thứ nhất là ở anh ơi anh nhiêu tuổi rồi, chị ơi chị làm lương tháng nhiêu, chị lấy chồng chưa, chị lấy vợ chưa, tại sao chị làm công việc của chị là gì, tức là cái kiểu đó là cái kiểu bình thường ở bên Việt Nam. Nhưng mà bên Mỹ người ta tế nhị, đâu ai hỏi kiểu đó. Mới gặp ba câu rồi, anh năm nay anh nhiêu tuổi rồi, nhìn anh già như vậy, thí dụ như vậy. Hay là nó là cái, tức là cái thói quen đó, thí dụ quy nói vậy đó, là mình nghe cái mình biết cái người đó ở đâu liền. Với lại cái mà một số người ở bên này á, thì thường thường á, người ta không có dội vàng như thường á. Quý vị để ý á, là những cái bạn trẻ ở bên Việt Nam á, là dội vàng hơn là cái người bên này. Tại vì bên này mình phải cẩn thận với cái lời nói của mình không có thể nào mình đã động đến một cái cá nhân khác được. Mình phải suy nghĩ trước khi mình nói. Chứ mình không thể nào mình gặp người đó cái mình chưa gì anh phủ đầu người ta. Thì ở bên Mỹ thì người ta cẩn thận hơn, tại vì do cái giao tiếp với người ta quen. Ví dụ như là người ta bước vô cái diễn đàn, người ta chạy vô, quý để ý, ví dụ như cái người mà ở bên Việt Nam á, thì thường thường chạy vô á là vũ gì hôm nay livestream chuyện gì vậy, là bấm màu liền. Nhưng mà những cái quý vị nào ở bên nước ngoài á thì điềm đạm hơn, tức là đầu tiên nhất người ta bấm cái phone lên, người ta coi là thứ nhất là người ta coi cái chủ đề là ok, luật dẫn độ, ta bấm vô xong người ta nghe khoảng chừng 30 giây sau, coi ông này ông đang nói cái gì, thì người ta đi theo cái đó. Còn quý nhìn cái cách viết comment là quý biết là cái người đó ở đâu liền. Thường là vậy. Vũ gì hôm nay nói vũ gì vậy. Đã có nhiều người á là thường đó, cái đó mấy bạn ở bên Việt Nam nhiều lắm. Ví dụ như chạy vô, anh đừng nói này nghe chán lắm, anh nói chuyện khác đi. Thường là có những cái đó đó, thì mình coi cái hai cái xu hướng đó là nó khác nhau nhiều lắm. Ở bên này đi, ở cái người ở bên Mỹ á, người ta chỉ cần người ta nói cái hiệu gì vậy, người ta coi cái chữ đó xong là tự động người ta Google. Ví dụ như vô thấy cái đồng hồ Seiko đẹp quá, người ta nói cái đồng hồ hiệu gì vậy. Bây giờ mình chỉ nói là Seiko là ok, giống như Quy đi, Quy sẽ là Google ha, đồng hồ Seiko, là Quy coi là Quy biết cái đó làm sao, tôi không hỏi nữa. Nhưng mà những cái bạn ở bên Việt Nam á, cái đó nhiêu tiền vậy, cái Seiko cái màu vàng đó nhiêu, của hãng nào sản xuất vậy, của nước nào vậy, đeo nó làm sao, làm nó làm sao, tức là một lô một lốc một câu cái chuyện. Mình đọc cái comment đó mình biết là mấy cái bạn đó tự bên Việt Nam liền. Tại vì sao? Nhiều cái bạn trẻ đó bị lười tìm kiếm á. Giống như tôi đĩa cái tên cái, ví dụ như tôi nói, tôi vô tôi nhìn cái tới đó, tôi chỉ cần hỏi một câu một thôi, anh mặc cái áo gì vậy, mình chỉ cần nói cái số của cái áo thôi là tôi Google chút xíu, tôi nói cái này 20 đồng ha, rẻ quá ha, là tự nhiên khác. Nhưng mà bên Việt Nam cái đó làm sao vậy, cái đó của nước nào vậy, của Nhật hay là của Mỹ, của Úc vậy. Nhưng mà đó là cái ví dụ như là mấy người là bây giờ bên đó mấy giờ rồi, là mình nghe cái mình biết người ở bên Việt Nam liền. Nhưng mà quý vị nên nhớ, khi mà quý vị tìm hiểu vậy đó, quý vị sẽ nhớ lâu lắm, mà mình càng ngày cái kiến thức của mình nó càng nhiều lên. Còn mình mà cứ hỏi hoài á, rồi hoặc là những cái câu chẳng hạn như là cho có chuyện để nói á, thì nó không có thực tế. Thì quý vị để ý là những cái người mà ở bên nước ngoài á, thì người ta thực tế hơn, tức là người ta vô chào là chào, mà khen là khen, đẹp là đẹp, mà xấu là xấu, chứ không có lòng vòng. Thì đó là một vài cái tính cách mà mình thấy nó có sự khác biệt giữa cái người ở bên Việt Nam, người Việt ở bên nước ngoài với người Việt ở bên Việt Nam, nó khác nhau. Ví dụ như ở bên này mình cần cái gì thì mình search nó ra rồi, mà bây giờ quý vị biết là bắt đầu nó có Google Assistant rồi, hay là Google Voice rồi, hay là kể cả cái bàn phím mà của iPhone đó, bây giờ mình nhấn cái nút vô mình nói là nó viết chữ cho mình luôn rồi, mình đâu có cần phải bấm nhiều nữa đâu. Hay gọi là soi mói, hay phải, tức là chúng ta có thể bất đồng quan điểm, nhưng mà đừng có bao giờ đem cái cá nhân vô cái chuyện nào cái chuyện đó. Ví dụ như nói cái vụ bầu cử, làm bầu cử, nói chuyện bầu cử hồi lôi ông cố nổi người ta ra chửi à. Thì có một số người Việt Nam mình bị cái bệnh đó, phải không? Cái bệnh này á, là nó rất là nhiều nơi có. Ví dụ như bây giờ đang nói về cái chuyện bầu cử, cái ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó, hay là tôi với ông Trần Nhật Phong. Ông Trần Nhật Phong nói chuyện bầu cử là tôi cãi với ông, là tôi cãi cái chuyện bầu cử. Chứ còn có nhiều người nói ông Trần Nhật Phong hồi đã đời lôi ông cố nội, lôi chuyện gia đình ta ra chửi người ta luôn. Là cái đó là anh tầm bậy, cái đó là cái điều tối kỵ ở nước Mỹ này. Thành ra tôi nhắc nhở hoài bạn bè anh em cũng vậy, ngay cả chính bản thân Huy cũng vậy. Ok, anh có thể anh cãi lộn với tôi được, tôi nói cái vấn đề ví dụ như hiệp ước dẫn độ thì anh phải cãi với tôi hiệp ước dẫn độ, anh nói một hồi cái anh lo anh chửi dòng họ bà con tôi luôn à.